Ok, thì buổi trước thì mình đã cùng nhau đi qua về cái thằng MongoDB đúng không? Anh em đã đi qua những câu lệnh đơn cơ bản nhất, đó là tạo database đúng không? Thêm sửa xóa, đó, xem thêm sửa xóa data ở trong MongoDB. Thì hôm nay mình sẽ tục đúng không? Với những phần nâng cao hơn, những cái phần nó hữu dụng hơn. Ngoài cái đề là mình xem thêm sửa xóa như buổi trước, thì hôm nay mình sẽ có thêm những cái đi thêm với những cái nó gọi là công cụ tìm kiếm, công cụ truy vấn ở trong cái thằng MongoDB này. Rồi thì buổi trước khi mình tìm kiếm đúng không, nó tìm kiếm data thì mình sẽ là tìm theo cái gì đúng không, tìm theo các cái trường bên trong nó đúng không. Đấy, khi mình tìm kiếm này thì mình sẽ tìm theo các trường, giả sử như là có username đúng không, thì sẽ tìm những cái thằng mà có username bằng một cái giá trị gì đó đúng không, hay là tìm kiếm theo tuổi đúng không, đó thì nhập đúng tuổi trong đấy thì nó ra, còn nhập sai tuổi thì nó không ra đúng không. Đó, thế bây giờ đúng không, tìm kiếm theo cái tuổi này, mình muốn tìm kiếm những người tuổi lớn hơn một cái mốc nào đó đúng không, hay là tuổi nhỏ hơn một mốc nào đó thì làm như nào. Đấy, thì buổi trước thì mình mới chỉ là tìm kiếm đúng cái mốc đấy đúng không, đấy tìm cho thằng 25 tuổi ra đúng thằng 25 tuổi thôi. Đấy, còn bây giờ muốn tìm những thằng 25 trở lên thì làm như nào, thì đúng không, anh em có thể nhá, trên cái thằng anh sẽ có thể như sau. Có một cái trang Mongo, có đốc của thằng Mongo ấy, đây được chưa, thì cái thằng trong cái thằng MongoDB này thì nó sẽ có những cái hướng dẫn để anh em có thể thêm sửa xóa hay là tìm kiếm data trong này. Đấy, thì trong này thì mình sẽ có những cái như là để tìm kiếm theo kiểu điều kiện lớn hơn nhỏ hơn đúng không. Đó thì anh em có thể tìm kiếm nhất là so sánh đúng không, có thể cái là như này. Đó thì đúng không, trong này nó sẽ hướng dẫn anh em cách để có thể tìm kiếm data trong MongoDB. Đấy, thì trong cái document này, trong cái doc của nó này thì nó sẽ có liệt kê hết cho anh em các cái công cụ có thể dùng đó. Thì đúng không, buổi hôm nay thì mình sẽ đi qua cho anh em một số những cái công cụ cơ bản nhất và thông dụng nhất để anh em có thể sử dụng đó. Còn anh em nào muốn tìm hiểu sâu hơn thì tìm hiểu và đọc trong cái doc này đó. Thì đúng không, muốn tìm kiếm theo cái điều kiện so sánh thì mình sẽ có một cái cú pháp đó là đô la LTE đúng không. Thì đô la LTE là cái gì, thì tiếng Anh nó là LTE, nó là less than or equal này đúng không, LTE đúng không, đó tương đương với cái dấu là dấu nhỏ hơn thằng bằng. Đấy, thì cái thằng đô la LTE đúng không là thay cho cái dấu nhỏ hơn thằng bằng này. Đấy, tại sao người ta lại dùng cái ký tự này mà người ta không dùng luôn cái dấu nhỏ hơn bằng? Tại vì đúng không, ở trong MongoDB thì mình sẽ làm theo cái kiểu là object đúng không. Đây, như buổi trước nhá, hàm tìm kiếm của mình này. Một hàm tìm kiếm hàm file đúng không, xem mở ra ta xem nhá. Giả sử nhá, mình sẽ tìm kiếm những thằng mà có tên là Vũ chẳng hạn đúng không? Tìm thằng tên Vũ nhá. Rồi chấm gen thằng két đúng không? Giả sử này đi, đó mình đang đúng không? Tìm kiếm những người có tên là Vũ này thì xem trả ra là gì nhá.
gì đây? À, sorry, đây là user model đúng không? Đây thì trong này của mình đang có một thằng tên là Vũ đúng không? Thì nó trả cho mình như này. Đó. Đúng không? Và khi tìm kiếm này anh em thấy này, thì cái điều kiện tìm kiếm mình đúng không? Nó là một cái object. Đúng không? Điều kiện tìm kiếm của mình là object. Đó. Thế là sao? Thì giả sử nhá, đúng không? Mình muốn tìm kiếm theo điều kiện lớn nhỏ đúng không? Thì mình không thể cho cái dấu đúng không? So sánh vào trong này được, vì nó theo dạng là key value này. Đó đúng không? Key value chứ không, nó không phải là một cái phép toán gán hay là phép toán so sánh. Đó đúng không, thì như vậy đúng không, để có thể tìm kiếm theo điều kiện so sánh thì anh em sẽ có một cái cú pháp đúng không, như mình vừa nói đó là cái thằng LTE đúng không, để so sánh nhỏ hơn bằng đó. Thì giả sử bây giờ mình tìm kiếm những người mà tuổi từ 25 đổ xuống đúng không, thì xem như sau, tuổi là trường gì, trường S đúng không, tuổi này. Đó, gắn với cái trường S này nó sẽ là một cái object. Và trong object này đúng không? Mình sẽ quy định đó là tôi là LTE tuổi nhỏ 25 chẳng hạn. Viết này ra sao? Là gì? Mình sẽ tìm kiếm đúng không? Các cái data mà ở trường S này đúng không? Đấy, trường S này có giá trị LTE với 25 là sao? Là nhỏ hơn bằng 25 đúng không? Đó, LTE là gì? Là less than or equal đây. Được chưa? Là nhỏ hơn bằng đúng không? Đấy, tức là gì? Đang tìm những người tuổi từ 25 đổ xuống. Đó, thì xem trả cho mình cái gì nhá. Đây đúng không? Tuổi từ 25 đổ xuống thì mình đang có những ai? Là có những thằng tuổi 25 này đúng không, và thằng tuổi 22 đúng không, đó hai người tuổi 25 đổ xuống, một thằng 25 này, một thằng 22 đúng không, 55 này, 45 đó. Thì cái thằng LTE này đúng không, là cái dấu nhỏ thằng bằng chưa, trong cái điều kiện tìm kiếm. Cái này là tương đương với cái dấu nhỏ hơn bằng đúng không? Đấy. Thế sao? Nó là less than or equal đúng không? Đấy, thì là cái dấu nhỏ hơn bằng. Rồi, thì mình đã có những thằng nhỏ hơn bằng đúng không? Thế còn những thằng còn lại thì sao? Đúng không? Lớn hơn bằng, lớn hơn nhỏ hơn. Thì mình sẽ dùng những cái cú pháp như thế nào? Đây, thì trong này đúng không? Nó cũng có cho mình đây. Đó, GTE là gì? Là lớn hơn bằng đúng không? Đấy, GTE là viết tắt của cái thằng Great Than or Equal đây. Là cái dấu lớn hơn bằng. Đó, cái thằng LT đúng không? LT là Less Than đúng không? Là dấu nhỏ hơn. GT là viết tờ ra dấu lớn đó. Thì mình có đúng không, bốn cái dấu so sánh cơ bản này đúng không, so sánh lớn hơn đúng không, so sánh nhỏ hơn, lớn hơn bằng, nhỏ hơn bằng, còn cái thằng so sánh bằng đúng không. Với thằng bằng thì mình không cần dùng này đúng không, bằng thì không cần dùng dấu, không cần dùng cái phép toán này đúng không, chỉ việc cho thẳng trong này được đúng không? Bằng 25 được chưa đó. Thì đúng không, trong này sẽ có cái thằng GTE. Một GTE là tương đương với cái dấu số lớn bằng đúng không? Đó, với thằng này của tương tự với nó đúng không? Thì sẽ có thằng đô la LT. Đó, đô la LT là gì? Là nhỏ hơn đúng không? Dù lớn
thì đúng không, mình nhớ theo kiểu tiếng Anh này thì nó sẽ đúng không? Dễ hiểu và dễ nhớ hơn cho anh em không phải quên đó, đúng không? LTE là viết tắt của cái thằng less than or equal, đúng không? GTE là greater than or equal đó. Đó thì đây là bốn cái phép so sánh đúng không, lớn đấy, nhỏ bằng, mỗi lớn bằng. Rồi thì về cái thằng so sánh tìm kiếm này thì anh em có chỗ nào có hiểu không nhỉ? Alo, bạn Mạnh, bạn Sơn, bạn Tú, phần vừa rồi anh Mấy mấy cái này dễ hiểu anh ạ. ok đó thì nhá, trong cái đốc hướng dẫn của nó này đúng không, đấy thì mình quên một chút, thì nó còn nó qua về cú pháp đúng không, đây thì cú pháp đây được chưa, thì cái thằng thằng này đúng không, để dùng cho những cái thằng điều kiện tìm kiếm, mà điều kiện tìm kiếm thì xuất hiện đâu, điều kiện tìm kiếm thì xuất hiện ở trong hàm update đúng không, nó có điều kiện tìm kiếm này và hàm file đúng không, đấy thì đúng không, anh em tìm muốn tìm kiếm data gì hay là muốn sửa một cái data gì đó đúng không, thì áp dụng những thằng này vào để tìm kiếm và sửa cho chuẩn xác đó. Và trong này đúng không, cú pháp thì cả bốn này đều như nhau đúng không, cú pháp này là cái tên trường đúng không, là cái tên trường cần update, là tên trường cần tìm này đúng không, cái dấu đúng không, và giá trị so sánh đó đúng không? Tên trường này, dấu này và giá trị đúng không, đó thì nó có cho mình ví dụ thực tế đây, thực tế này đúng không, tìm kiếm những người, những cái data mà có cái trường là QWERTY đúng không, trên 20 được chưa, thì nó là hàm file đúng không, đấy trường QWERTY, một cái object so sánh đúng không, 20 trở lên. Rồi đó thì bây giờ nhá mọi người đúng không, thử áp dụng cho mình nhá, áp dụng vào trong cái data buổi trước đúng không, buổi trước mình đã có tạo ra một cái bảng data đúng không, trong này có cái trường tuổi đúng không, đó thì có thể tìm kiếm cho mình đấy, dùng cái thằng so sánh này để tìm kiếm theo tuổi đúng không, lớn hơn bằng, nhỏ hơn bằng, để lớn nhỏ hơn, thì thử qua cho mình những hàm này trong khoảng tầm 5 phút 10 phút nhá, nó làm có lỗi gì thì báo mình đúng không, đây cú pháp thì nó chỉ như vậy thôi. Ok thì mình vừa đi qua những cái dấu so sánh cơ bản đúng không, lớn nhỏ bằng, thế còn tìm kiếm thì cái khác thì sao đúng không, để tìm những người mà tuổi là khác 25 chẳng hạn đúng không, ta tìm tất cả các tuổi trừ tuổi 25 đúng không, thì làm như nào đó đúng không, hay là bây giờ mình muốn tìm kiếm theo kiểu nhiều cái điều kiện đúng không, thì làm như nào chưa, thì mình thử nhá đúng không, thì trong này cái thằng khác là gì, khác nó là cái thằng NE này được chưa, NE là viết tắt của cái thằng là not equal đúng không, NE này đó đúng không, NE là not equal, không bằng, là khác đúng không, không bằng tức là khác đó, thì đây là cái thằng tìm kiếm theo điều kiện khác được chưa, thì cú pháp dùng đúng không, cú pháp dùng cũng như cái thằng so sánh lớn nhỏ đấy là gì, cũng là cái tên trường đúng không, nó dấu khác này và giá trị so sánh đúng không, thì bây giờ đúng không, mình có thể tìm kiếm những người mà có tên khác Minh chẳng hạn đúng không, đã tìm tất cả mọi người khác tên khác Huy đúng không, khác Huy nhá, để chờ thử nhá, có hai thằng Huy đúng không, thì tìm khác nó ra cho mình làm cái thằng Vũ này, Linh đúng không, thằng Hồ này đó, được chưa, được nhá. Điều kiện khác này thì là mình đang tìm kiếm trường tên đúng không, thì là username đây, nó dấu khác là gì, là cái dấu NE đúng không, not equal đó, tên khác Huy đúng không, đó thì nó trả cho mình những đứa đúng không, đấy tên còn lại là gì, ba thằng còn lại đúng không, thằng Vũ này đó, thằng Vũ, thằng Linh, thằng Hồ đúng không, bắt đầu ở đây data trả về này đúng không, đó bắt đầu ra data này, thằng Thiết, thằng Vũ đúng không, thằng Linh này, thằng Hồ đó, được chưa đúng không, thì dấu khác là gì, tìm kiếm theo điều kiện loại bỏ đúng không, khác
Đấy, khớp thì bỏ đúng không? Nó ngược lại với thằng ban đầu anh học đúng không? Đấy, thì thằng này ngược lại. Nếu tìm thấy thì bỏ qua. Đó, đúng không? NE là tìm kiếm khác. NE này là dấu khác đúng không? NE là dấu khác. Not equal. Rồi, đó là dấu khác đúng không? Còn bây giờ giả sử như mình muốn tìm kiếm kết hợp nhiều điều kiện chẳng hạn. Đó. Như kiểu là gì trong này đúng không? Như kiểu đi tuyển dụng chẳng hạn. Tìm kiếm những ứng viên mà tuổi từ 20 đến 25 đúng không? Đấy, trong khoảng trên 20 và dưới 25. Đúng không? À, trong khoảng từ 20 trở lên và từ 25 đổ xuống thì làm thế nào? Thì mình sẽ dùng hai cái LTE và GTE đúng không? Kết hợp với nhau. Nó chặn dưới là 20 đúng không? Chặn trên là 25. Đấy thì mình đúng không? Tìm kiếm theo tuổi này. Đó. Mốc dưới đúng không? Trên 20 thì là gì? GTE 20 đúng không? Chặn dưới là chặn trên là 25 đúng không? Là nét dần 25 đúng không? GTE. Đó thì nó trả cho mình những thằng ứng viên đúng không? Trong tuổi từ 20 đến 25. Kiểu tìm kiếm lễ tân đúng không? Đó. Chưa? Thằng 25 tuổi thỏa mãn này và thằng 20 thỏa mãn này đúng không? Tuổi từ 20 đến 25. Đó thì mình có thể mình đúng không? Cho này thì nó hiểu là điều kiện và đúng không? Đấy, tuổi trên 20 và tuổi dưới 25. Đó, điều kiện và nhá. Ok. Đúng không? Giả sử nhá, mình sẽ cho thêm thằng nữa đi. Cho thêm vài thằng dưới 20 tuổi trở lên. Đấy, thêm một vài thằng 20 tuổi trở xuống đi. Đúng. 15 chẳng hạn. Đó, thì bây giờ trong này của mình đúng không? Đang có thêm hai thằng nữa dưới 20 tuổi đúng không? Là thằng Lê này và thằng Quý đúng không? Thằng 15 và thằng 18. Đó. Thì chạy nhá. Đúng không? Xem nó có ra hai thằng này không? Kết quả với như cũ đúng không? Nó chỉ ra hai thằng là 25 và 22. Được chưa? Tức sao? Khi mình cho điều kiện trong cái ngoặc nhọn đúng không? Thì nó hiểu là điều kiện và đúng không? Nó tìm những người tuổi như này và như này, được chưa? Một tuổi lớn 20 và nhỏ 25. Đó, anh em muốn tìm thằng khác đúng không? Giả sử trong khoảng này mình bỏ qua những thằng tuổi 22 chẳng hạn, kể thêm vào đúng không? Và bỏ qua mức tuổi 22 đúng không? Đồ là NE 2 đúng không? Thì gặp thằng là 22 tuổi nó bỏ qua đúng không? Đó, thử nhá. Thì còn lại mỗi thằng 25 đúng không? Đấy, được chưa? Thì đây là cách để anh em có thể tìm kiếm theo nhiều điều kiện trong này đúng không? Thì có nhiều điều kiện thì mình cứ cho trong vòng nhỏ của cái thằng trường đó đúng không? Thì nó sẽ là kết hợp tất cả với nhau. Được chưa? Đó thì mình vừa đi qua một chút về cái thằng điều kiện khác đúng không? Và cái cách tìm kiếm theo điều kiện và rồi thì mọi người có chỗ nào thắc mắc về cái vừa rồi không nhỉ? Về cái hàm tìm kiếm khác và cái đúng không? Tìm kiếm đồng thời vừa rồi. Mạnh Sơn, bạn sĩ, chị Tú có chỗ nào bị khó hiểu không nhỉ? Alo, Sơn ok đúng không? Khó nhớ ok thì để dễ nhớ thì bạn có thể nhớ theo cái câu tiếng Anh của nó nhé đúng không? Thì sẽ dễ nhớ hơn. Thì ngày xưa mình học tiếng Anh thì thường là cái so sánh thì là less than hoặc là cái greater than đúng không? Đó, còn not equal là NE. Đó. Rồi, thì anh em thử qua cho mình nhá. Đúng không? Thử qua cái thằng so sánh khác này, đúng không? Tìm kiếm theo điều kiện khác đúng không? Và kết hợp đúng không? Kết hợp nhiều cái câu lệnh vừa rồi. Đấy, thấy chưa? Anh em thử cho mình trong khoảng tầm 5 phút 10 phút nhá đúng không? Tạo ra một cái bộ combo gì đấy.
điều kiện để tìm kiếm data nhá, đúng không? Hoặc là có thể tìm kiếm trong khoảng này, đúng không? Và có một cái đồng thời này có thể là username một cái gì đó, đúng không? Đó, username phải có một điều kiện gì đó, đúng không? Khác tên gì đó chẳng hạn trong này. Được, thử cho mình nhá. Rồi thì vừa đi qua những thằng so sánh, đúng không? Tiếp theo nhá, đó thì mình sẽ có nữa này, sẽ có cái thằng là in, đúng không? In tức là sao? Tức là nó mình sẽ tìm kiếm trong một cái danh sách, được chưa? Giả sử như mình tìm kiếm những người, giả sử nhá, sẽ là tìm kiếm những người tên là Linh, đúng không? Hoặc là Tùng chẳng hạn. Đó thì mình sẽ cho cái tên ở trong này. Đấy, để tìm kiếm. Đúng không? Tức là tìm kiếm theo điều kiện ở trong cái danh sách ấy. Đúng không? Nếu mà có data thì nó trả cho mình, nếu không có thì nó bỏ qua. Đấy, thì cú pháp này, đúng không? Cú pháp là cái tên trường tìm kiếm này, đúng không? Như cái lúc nãy là cái gì, cái dấu so sánh, đúng không? Thì bây giờ là sẽ là cái thằng đô la in này đó, và trong ở đây sẽ truyền những cái giá trị mà mình muốn tìm kiếm, được chưa? Cái gì, cái này mình có thể mình tìm kiếm nhiều giá trị một lúc, đúng không? Theo điều kiện có thể là hoặc, đúng không? Đó. Đây, đúng không? Thằng in này là tìm kiếm data, đúng không? Ở trong array. Tức là sao? Giả sử trong này, đúng không? Mình muốn trong này mình muốn lấy những thằng tên là Huy và Vũ chẳng hạn, đúng không? Chỉ muốn lấy thằng Huy Vũ thôi và bỏ qua những thằng còn lại thì làm như nào, đúng không? Muốn tìm những người tên Huy và người tên Vũ, đúng không? Mà không quan tâm đến tuổi họ. Đó thì đơn giản như sau, đúng không? Nhìn kỹ những người username, đúng không? Đấy, username này sẽ nằm trong một cái danh sách đó là in. Ta sẽ làm một cái array, được chưa? Tìm kiếm những người tên là Huy, đúng không? Có tên là Vũ. Thế này. Đó, thì sao? Thì nó sẽ mang thằng Huy, đúng không? Để nó thiện tìm kiếm những người tên Huy này và lưu lại, đúng không? Rồi tìm những tên Vũ, đúng không? Rồi tổng hợp lại gửi ra cho mình. Đấy. Để thử nhá. Nhiều phết nhỉ. Đây. Bắt đầu từ đây, đúng không? Huy này, Vũ này, để Huy tiếp, đúng không? Đó, thì cái thằng đô la in là gì? Anh có thể hiểu là điều kiện hoặc, đúng không? Đó, tìm những người có tên là Huy, đúng không? Hoặc tên là Vũ. Được chưa? Đó. Đúng không? Là tìm kiếm trong một cái danh sách. Đó, anh em có tìm kiếm theo data như nào thì cho trong này. Được chưa? Thì nó tìm kiếm cho mình tất cả những người thỏa mãn điều kiện này. Đó, còn anh em muốn thêm, đúng không? Tìm những người tên Huy và Vũ này. À, tuổi, đúng không? Thêm cái trường đi còn tuổi nhá. Tìm người tên Huy và Vũ, đúng không? Tuổi. Tuổi từ 25 đổ xuống, đúng không? Đấy, thì thêm một cái điều kiện về tuổi nữa, đúng không? Tuổi. Đúng không? Từ 25 đổ xuống, đúng không? Là cái gì? Nhỏ hơn bằng, đúng không? LTE. Thì còn lại mỗi thằng Vũ, đúng không? Đấy, hai thằng kia từ 45 rồi. Chưa? Đấy, đúng không? Thằng đô la in này thì anh có thể hiểu nó giống như cái thằng điều kiện tìm hoặc, đúng không? Đó, cho vào trong array này thì nó tìm cho mình tất cả những cái data khớp trong array, đúng không? Và khớp cái trường ở trong này. Nhìn cái trường cái username, đúng không? Có tên nhận một trong các giá trị trong array này. Đó. Rồi, còn như mình muốn thêm các điều kiện khác, đúng không? Thì có thể cho vào trong. Giờ đây là gì? Cái thằng đô la in, đúng không? Đô la in là tìm kiếm theo điều kiện hoặc. Theo. Đấy, thì sẽ có một cái thằng nữa là cái thằng n in. Đúng không? N in là gì? N in là not in thôi, đúng không? Đấy, not in. Tức là ngược lại với thằng in rồi. Chưa? Thì thằng in, đúng không? Là tìm kiếm data khớp với array này. Thì thằng n in sẽ tìm kiếm data khác với array này. Được chưa? Nó ngược lại, đúng không? Tại sao? Bây giờ, đúng không? Nếu như mình đấy, dùng cái thằng n in này
đúng không? Dùng nó in cho những người tên Huy Vũ đúng không? Thì nó sẽ là tìm kiếm data đúng không? Và lấy cho mình tất cả data ngoại trừ những người tên là Huy Vũ. Đó. Chứ nó ngược lại đúng không? Chạy này thì nó bỏ qua những người tên Huy Vũ đúng không? Thì nó lấy cho mình những thằng còn lại là Linh này, Hồ này, Lê đúng không? Quý. Đó. Được chưa? Thì nó đúng không? In và not in. Giống như kiểu là equal và not equal đúng không? Equal là bằng đúng không? Not equal là khác. Đó. Có cái thằng đó là in này. Đúng không? Là tìm kiếm hoặc đúng không? Là có thể hiểu là tìm kiếm thân kiện hoặc. Theo điều kiện hoặc đúng không? Đấy, cho một cái trường cụ thể đúng không? Đấy, giả sử đúng không? Mình muốn tìm điều kiện hoặc với thằng username đúng không? Thì anh em là username này đúng không? In và các cái đúng không? Trường hợp muốn tìm kiếm. Ngược lại đúng không? Thì sẽ có cái thằng là nin. Tìm kiếm khác, tìm kiếm các cái data đúng không, khác với cái điều kiện trong ngoặc, khác với giá trị trong ngoặc đúng không, khác giá trị trong ngoặc. Đúng, của một cái trường cụ thể. Đúng không? Ở đây là mình đang muốn tìm kiếm cho cái chân là username đúng không? Đó thì là username này. Rồi, cái từ khóa tìm kiếm đúng không? Và cái điều kiện tìm kiếm trong này. Đó, thì ở đây với cái trường username này mình muốn tìm những người đúng không? Có tên khác Huy và Vũ. Được chưa? Thì cái thằng in và nin đúng không? Nó áp dụng cho một cái trường data cụ thể nhá. Được chưa? Đây gì cái điều kiện hoặc đúng không? Điều kiện hoặc nội bộ đúng không? Đó, điều kiện hoặc ở trong một cái trường data. Thì đây là gì? Tìm kiếm những người có tên là khác Huy đúng không? Hoặc khác Vũ. Kể okay, như vậy đúng không? Thì nó bỏ qua những người tên Huy Vũ cho mình. Rồi, thì anh em có hình dung được về cái thằng in và nin này không nhỉ? Thì nó giống như kiểu điều kiện hoặc ấy. Đúng không? Và thằng hoặc này là áp dụng cho một cái trường data duy nhất. Ok, mọi người có câu hỏi gì phần này không? Về cái thằng in và not in này. Anh cái thằng NE thì nó chỉ tìm kiếm một cái data duy nhất này, nó không được. Đúng rồi, thằng này là một data duy nhất. Được chưa? Còn NI này đúng không? Là cho có thể cho nhiều cái giá trị, được chưa? NE là một giá trị đúng không? Còn NI là nhiều giá trị. Đấy. Vâng, em hiểu ạ. Rồi, thử qua cho mình nhá. Sơn với cả bạn Tú ok đúng không? Sơn có chỗ nào bị khó hiểu phần này không? Sơn. Ok đúng không? Rồi thử cho anh nhé. Tìm kiếm theo điều kiện đúng không? In và nin. Ok. Thì mình vừa xem qua bài thì của bạn Mạnh ok này. Tú làm chưa? Gửi bài Tú lên đây. Thì xem qua một chút nhá, thì cái bài của bạn Sơn đúng không? Đấy bạn Sơn đang làm thế này. Thì nó có vấn đề đúng không? Anh em thấy này, là trong cái object S đúng không? Trong object S nó sẽ có hai cái trường NE. Đúng không? Mà trong object thì sao? Nếu mà có nhiều trường giống nhau đúng không? Thì đọc code từ trái sang phải thì nó sẽ là ghi đè đúng không? Nó thì cái này mình chưa thử bao giờ nhé, nhưng mình đoán rằng này, thằng 35 này đúng không? Thằng 35 này nó sẽ đè vào thằng 30 này. Tức gì? Nó sẽ tìm kiếm thằng những thằng nào khác 30 đúng không? Khác 35, còn 30 vẫn ra này. Thử nhá. Đúng rồi anh ạ, em vừa bấm Ra đúng không? Đó thì cái này muốn tìm đúng không? nó ra. Thì khác trường nhau nhất đúng không? Trường trùng nhau nó sẽ là thằng sau đèn trước, được chưa? Thì cho thành là đô la in nhá. Đó cho anh. Đô la in đúng không? Khác đúng Vâng. không? Đó. Tại vì nãy là em chưa để ai có tuổi 30 nên em Rồi, ok. vẫn chạy được bình thường. Rồi. Đó, thì đấy đúng không? Là cái điều kiện. Đúng không? In và not in có thể hiểu là cái điều kiện hoặc đúng không, điều kiện hoặc ở trong cái trường cụ thể. Tiếp theo này,
bây giờ mình muốn làm liên viện khoa học đúng không, trong cho nhiều trường thì sao đó, bây giờ nhá, giả sử này mình lại muốn tìm kiếm đúng không, cũng cái thằng Linh và thằng Vũ này đấy, nhưng mà sao bây giờ mình lại muốn tìm kiếm theo kiểu là thằng Linh có thể phải là giới tính nam đúng không, rồi tiếp tục nha, thì nữa mình vừa đi cho là cái thằng in đúng không và n in để so sánh được cái hoặc đúng không, ở trong một cái trường data cụ thể. Còn bây giờ đúng không, mình muốn hoặc cho nhiều cái data thì sao, nhiều cái điều kiện đúng không, giả sử nhá mình muốn tìm những người là nữ này đúng không, những người là nữ tên là Linh đúng không, hoặc những người là nam tên Vũ chẳng hạn đó, hoặc tức là nó là hai cái xét riêng biệt đúng không. Đấy, trong cái bài anh em vừa làm thì sao? Trong cái bài anh em làm lúc đấy thì là đúng không? Tìm kiếm những người tên Linh và Vũ đúng không? Đấy, tuổi cho khoảng này. Chứ mình không hề quan tâm gì giới tính đúng không? Đó. Tức nó là hai cái, nó là một cái set chung. Giả sử nhá, mình sẽ có như sau này. Tìm kiếm đúng không? Thằng tên Linh. Tính nam này. Đúng không? Và tuổi thế này. Đúng không? Hoặc là đúng không? Hình nữ này, Vũ nam đúng không? Được. Đó, thì thấy rằng nó là hai cái xét riêng biệt đúng không? Đó, thằng Linh này phải đi với giới tính này đúng không? Vũ phải đi với này đúng không? Đó, chứ nó không đi chung cũng được. Lúc nãy mình dùng là Linh Vũ nó không hề quan tâm giới tính đúng không? Đó, thì mình có thể là làm như lúc nãy, nhưng bây giờ nó hoặc theo cái nhiều trường đúng không? Đó, thì mình sẽ có là điều kiện hoặc ở trong này đúng không, điều kiện hoặc trong này thì là như nào đúng không, bên cái thằng so sánh này hoặc sẽ có cái thằng logic này, điều kiện hoặc này đúng hoặc này thì mình cũng là cho nó cái array được chưa, cú pháp nhá, nó sẽ khác với lúc nãy lên một chút. Lúc nãy em không thì em sẽ là tên trường này và cái hàm điều kiện đúng không? Đấy, vừa rồi là mình làm với là tên trường này đúng không? Rồi mới điều kiện đúng không? Còn với thằng hoặc này nó sẽ là hoặc là cái thằng bao ngoài này đúng không? Bên trong là các cái điều kiện con. Đó, tại sao? Nó sẽ là một cái kiểu nó là cái gọi là cái top 1 đúng không? Thì nó là cái top level, cái object một cái trường top level trong này. Đấy. Mà phải là tên của thằng phép so sánh này rồi à, tên của logic đúng không, rồi mới đến đến cái, từng cái trường hợp điều bên trong hiểu không, mình sẽ làm như thế nào, sử nhá đúng không, giả sử là sẽ là tìm những người tên Huy đúng không, Huy là nam này đúng không và Linh là nữ chẳng hạn, chắc sao nó liên quan đến nhiều data đúng không, nhiều cái trường khác nhau, O này là hoặc đúng không, hoặc để mở rộng object và trong object này là các cái đúng không, array trường hợp của mình đấy, tìm những người có username đúng không là Vũ đúng không, đồng thời giới tính là nam đúng không, giới tính chưa có đúng không, mình thêm cái giới tính trong này nhá. Hoặc đúng không? Trường hợp thứ hai. Trường hợp thứ hai là gì? Đúng không? Trường hợp thứ hai sẽ là cái thằng có tên là Linh đúng không? Giới tính là nữ. Sai gì đây? Chính lại nha. Ok là O đúng không? O là chứa array đúng không? Chứ không phải object như này. Thừa một cái đúng không? O này chữ array
có gì đây, 2 chấm kết thúc này, thử đây không? Array cho các object. Rồi, như này đi cho dễ nhìn. Đúng không? Để cái to nhá, đúng không? Là array, đúng không? Theo cú pháp của nó này. O đúng không? Đó, làm array, trong array này sẽ chứa những cái object điều kiện. Các trường còn đúng không? Array đúng không? Chứa các cái điều kiện còn bên trong, mỗi điều kiện còn là một object. Đó. Thì đây là gì? Các trường con đúng không, là gì, thằng Vũ này nam đúng không, thằng Linh là nữ đó, được chưa? Thì các điều kiện này nó không hề liên quan đến nhau đúng không, không hề liên quan đến nhau đó, thì mình phải dùng thằng O ra ngoài đúng không. Còn nếu như nó là một cái data duy nhất đúng không, như là cái thằng tuổi đúng đấy, hay là một cái thằng tên đúng không, đó liên quan đến một cái trường duy nhất, thì mình có thể mình dùng cái thằng in hoặc là in. Còn cái này nó liên quan đến nhiều trường đúng không, thì dùng O nhé. Thì đúng không? Test thử nhá, mình sẽ cho thêm thằng Linh đúng không? Linh là nữ này, Vũ nam đúng không? Có rồi đúng không? Sửa lại ta nhá. Vũ này. Cho nam nhá. Thêm thằng Linh cứ đi. Bên này dưới nhà nữ đúng không? Đồng thời theo link là nam nữa nhá. Để chưa, xem nó lấy ra thằng link là nam không nhá. Hiện tại đúng không? Cho ra này đang có hai link đúng không? Một link là nữ này, một link là nam đúng không? Và thằng Vũ mình là thằng Vũ là nam đúng không? Đó. Thì xem nhá, nó sẽ đúng với thằng Vũ nam và thằng Linh nữ không? Thử này. Không? Nó sẽ đúng cho mình đúng không? Thằng Vũ này là giới nam đúng không, Linh này là nữ đúng không, đấy nó không hề lấy cho mình thằng Linh nam, được chưa? Tại sao? Tại vì trong này mình quy định cụ thể đúng không, đó chỉ lấy những thằng tên Linh là nữ đúng không, hoặc lấy thằng tên Vũ đúng không là nam, đấy là hai trường hợp này đúng không. Còn mình muốn thêm các trường khác nào thì anh em có thể cho trong này được. Đó đúng không, mỗi cái object này là một cái bộ điều kiện đúng không, và các điều kiện này có thể hoàn toàn khác nhau nhá. Cái này đang tìm theo tên và giới tính đúng không? Giả sử như mình lại tiếp tục tìm nữa này. Đó. Là nếu như đúng không? Tuổi mà trên 40 thì không có tên, không quan tâm đến giới tính và tên là gì đúng không? Đó. Là gì? Age đúng không? Trên 40 là gì? Đô la. Đúng không? 40 chẳng hạn. Đó, tựa sao? Tức là ngoài thằng Linh Vũ đúng không? Thì nó lấy cho mình cả những thằng tuổi 40 trở lên nữa, đúng không? Đấy, khi mà tuổi trên 40 thì mình không quan tâm đến cái tên mà giới tính nữa. Đấy, như vậy. Đấy đúng không? Vũ Nam này. Đi đây. À đâu, trên 40 đúng không? Là GTE đúng không? Nhớ. Đây đúng không, sẽ có thằng 45 tuổi này đúng không, tên là Huy đúng không, không hề quan tâm, không hề quan tâm đến giới tính và tên đúng không, tại còn không hề có giới tính này đó. Thằng Vũ này đúng như của mình đúng không, nam. Thằng Huy cũng 45 tiếp đúng không, đấy thằng Hồ này 50 này, Linh được chưa. Thế sao với điều kiện học đúng không, đó thì mình có thể là cho trong này là các cái set khác nhau chưa? Thì mỗi set là một trường hợp đó, thì nó trả cho mình data ra ngoài. Rồi, thì đây đúng không? Là cái điều kiện tìm kiếm hoặc ở trong MongoDB. Hoặc đúng không?
nó khác với thằng đợi thằng in hay nl in này đúng không? Thằng in nl in là dùng trong một cái trường data cụ thể đúng không? Còn hoặc là gì? Dùng trong một set điều kiện đúng không? Đó, phân biệt nhá. Không? Tránh nhầm đất. Đấy, thằng đô la có đúng không? Là tìm kiếm điều kiện hoặc đúng không? Trong một set điều kiện cụ thể, trong một set điều kiện đúng không? Cho các cái set điều kiện, các bộ điều kiện. Cho các set điều kiện khác nhau đó đúng không, o nhá là gì, là cho set điều kiện đúng không, chứ không cho một trường nào cả đó. Và cú pháp đúng không? Cú pháp của ở trên này là gì, là tên trường đúng không, cú pháp của này là gì, là tên trường này, là cái từ khóa đúng không. Đó rồi mới đến là cái thằng logic đúng không? Đồ là logic. Và bên trong đúng không? Điều kiện đằng sau. Đấy, logic nó có thể là NE đúng không? RT các thứ. Còn thằng này nó sẽ là cấp bao ngoài đúng không? Đấy, nó sẽ là cái thằng đô la O trước. Đồ là O trước này rồi đúng không, một cái array chứa các set điều kiện bên trong đó. Đó, set một đúng không, set một, set hai đó, mỗi set là một cái bộ điều kiện đúng không? Tạm riêng biệt được chưa nhỉ, thì mọi người đã có nắm được về cái thằng điều kiện hoặc này chưa, O này. Alo mọi người. Sơn Mạnh, Tú, ok rồi đúng không? Rồi thử qua cho mình nhá, để dùng thằng O này đúng không? Để tìm kiếm data, đúng không? Thì đó là mình vừa đi qua cái thằng thằng O đúng không? Đấy, thì En đúng không? En cũng như vậy, nhưng mà thằng En này là nó cái mà anh em dùng từ đầu đến giờ là dùng En rồi nhá, đúng không? Đó, đây là O đúng không? Còn muốn tìm kiếm theo điều kiện và thì sao? Và thì đơn giản mình viết, như này nó chính là và rồi này. Đây trên là thằng và đúng không? Nên là sao? Thằng và này nhá, mình không cần phải ấy đúng không? Đó, thằng và này cái mặc định của nó rồi. Và đúng không? Các điều kiện bên trong. Thì đây đúng không? Chính là các điều kiện rồi này. Đó, được chưa? Nhá, thì thằng và cũng có thể không dùng đúng không? Giống như kiểu với thằng EQ đúng không? EQ là bằng. Đúng không? Đấy, trong này có cái thằng EQ là dấu bằng đúng không? Dấu bằng thì mình hay dùng kiểu là như này luôn đúng không, giới tính bằng nam luôn này. Nó thì thằng và cũng vậy đúng không, thằng và là cái mặc định dùng sẵn ở trong cái thằng MongoDB rồi, nó thì mình không cần phải quan tâm đến nó nữa. Được chưa, đó chỉ khi nào cần đặc biệt đúng không thì có thằng hoặc, nó còn và dùng sẵn rồi đúng không, mình không cho thêm cái gì vào thì nó hiểu là và được cái và. Đó, ok thì đấy đúng không, vừa rồi chính là những cái phần gọi là logic cơ bản nhất, hay là cái query cơ bản nhất đúng không, để anh em có thể tìm kiếm ở trong này, so sánh này đúng không, logic thì em là có sẵn đúng không, mặc định rồi thì có thêm thằng hoặc nữa đúng không, để tìm kiếm theo các cái set điều kiện khác nhau. Ok thì mình sẽ thử một trường hợp nhá. À đúng không, đây là mình đang là tìm kiếm trong các trường là trường trường bình thường đúng không? Thế còn có những trường là trường ở đây này thì tìm kiếm này không đúng không? Đó. Tìm kiếm cái trường của ở đây nhá. Thì cái data mình đúng không? Thằng nào có bạn gì? Sử nhá, về trong thằng có bạn đi. Rồi nhá. Đúng không? Bây giờ đi, mình sẽ tìm một cái thằng ở cái chỗ friend này sẽ có data đúng không? Linh Vũ chẳng hạn, thì mình làm như này. Đúng không? Tìm kiếm này. Friend đúng không? Đó.
nó ra đây. Được chưa? Friend đúng không? Linh Vũ này. Giả sử nhá, mình muốn tìm đúng không? Những người mà trong danh sách bạn bè có người tên Linh chẳng hạn. Đây đúng không? Tìm như này thì sao? Chỉ những người nào mà có khớp Linh Vũ này mới ra. Được chưa? Được nhá. Một số thằng này. Bạn bè đúng không? Có mỗi Linh chẳng hạn, không có Vũ đi. Được chưa? Đúng không? Từ trong này đang có thằng này đúng không, bạn bè này một người là Linh đúng không, thằng này bạn bè này có hai người là Linh Vũ này, được chưa? Thì nếu như mình chơi một cái ở đây đúng không, có cả đủ của Linh Vũ này thì sao, nó ra mấy người, nó ra một người đúng không, ra một người để đó là phải có đủ và Linh và Vũ mới ra đúng không. Còn nếu như mình muốn tìm những người mà có bạn bè Linh thôi xong không thì làm thế nào, thì truyền như thế này. Nó ra hai người đúng không? Ở đó một người trong bạn bè có Linh này và trong bạn bè có Linh ở Vũ. Được chưa? Thì tìm kiếm trong array đúng không? Đấy một danh sách thì anh em muốn tìm kiếm một người cụ thể đúng không? Thì cho này, còn muốn tìm kiếm chính xác đúng không? Cả array thì cho cả array trong này, được chưa? Đó. Giả sử nhá. Thằng này đúng không? Cho thêm bạn đi. Linh Vũ Hải này. Đúng không? Thì nó có tìm trong cái thằng Linh Vũ này không, đúng không? Đấy, copy Linh Vũ cho đây nhá. Đúng không? Không ra đúng không? Tức gì? Nếu như mình truyền cả ở đây này thì hiểu là tìm chính xác đúng không? Phải có đủ ở Linh cả Vũ. Đúng không? Và chỉ có đúng hai thằng Linh Vũ ấy thôi, được chưa? Còn nếu không? Đấy mình muốn tìm thằng Linh thôi thì mình cho nó cho cái chuyên Linh thôi được. Đó. Hiểu ra trong array này chỉ cần có link là được. Được chưa? Còn nếu anh em muốn cho cả link là Vũ vào đúng không thì dùng cái thằng đô la in như vậy đúng không, đó đó thì trong này đúng không, bất kỳ đứa nào mà có Linh Vũ trong này đều sẽ ra, được. Đúng không, trong bạn bè có Linh Vũ là được đấy, được chưa nhỉ? Thì đây đúng không là cái cách tìm kiếm ở trong đây. Đó thì về cái ở đây này anh em có nắm được chưa? Đúng không? Thì nếu anh em truyền cả array vào thì nó hiển là tìm chính xác đúng không? Nó tìm truyền một cái string vào hay là truyền một cái data vào thì nó hiển là tìm những cái thằng mà trong array có một cái data như vậy. Đúng không? Nó có muốn như tìm theo kiểu nhiều cái đúng không? Thì dùng and or vào là được. À, dùng cái thằng đô la in đúng không? Rồi. Đó là với array. Nhá, thế còn muốn tìm kiếm theo object đúng không? Hơi bị dài nhỉ. Và cái hơn vừa rồi anh em có thấy kịp không nhỉ? Có bị nhanh quá không? Tìm kiếm trong array này. Mọi người. Mạnh Sơn. Bạn sĩ. Ok đúng không? Đó thì cứ nhớ đơn giản đúng không? Nếu mà anh em truyền cả array vào thì hiểu là tìm chuẩn xác đúng không? Nó đúng data như vậy, đúng số lượng phân tử như vậy. Đúng không? Còn nếu mình truyền một cái data cụ thể đúng không thì hiểu rằng có một cái data như vậy là được rồi. Đó. Còn với object thì làm như nào? Thì cho này mình sẽ thêm một cái object đi. Địa chỉ chẳng hạn. Số nhà đúng không? Đường đúng không? Hay là tỉnh đi. Đúng sử nhá.
địa chỉ đúng không? Có số nhà này. Khai cho nó. Sửa nhá đúng không? Đó bây giờ này mình muốn tìm những người đúng không? Ở đường Minh Khai chẳng thế nào đúng không? Tìm những user mà có địa chỉ ở Minh Khai đó thì nhá, cách tìm kiếm như sau. Không? Tìm kiếm này thì địa chỉ đúng không? Là cái trường là address đúng không? Địa chỉ này và muốn tìm cái thằng đường đúng không? Thì như sau sẽ là address chấm không? Chấm tên đường là gì? Street đúng không? Cho trong cái string đó chỉ là Minh Khai. Được chưa? Viết này tức là gì? Tức là cái thằng cái trường Red đúng không? Là cái trường Red và có trường con là Street. Được chưa? Địa chỉ này và có trường con là Street này. Có chị bằng Minh Khai. Đó. Hiểu không? Nó sẽ trả cho mình là cái thằng user ở Minh Khai số nhà 100 đúng không? Đây đúng không? Đó. Còn nếu mình cho là Minh Vũ đúng không? Đường Minh Vũ trong này thì nó trả cho mình cái thằng Minh Vũ đúng không? Được chưa? Thì đây là tìm kiếm trong object đúng không? Đó thì cách dùng giống như anh em dùng object bình thường thôi đúng không? Đó, tên object và chấm key của nó là được đúng không? Object chấm key. Và nhớ là cái này sẽ treo trong nháy nhá đúng không? Đó vì cái này là cái dạng string. Đấy. Được chưa? Anh em dùng cái kiểu là viết không có nháy đúng không? Chỉ khi nào nó là cái trường của nó này đúng không? Các cái trường này thì là có thể viết không có nháy đúng không? Còn nếu như chọn những cái trường con này mà không có trong cái danh sách chính đúng không? Tên này, tuổi này, điện thoại này, giới tính này, bạn bè đúng không? Address thì có thể là không cần cho trong string nhưng mà những cái thằng bên trong này thì phải cho trong string nhá, nó mới hiểu được nhá. Đó. Đúng không? Hay là đấy. Được chưa? Đây là cú pháp đúng không? Tìm kiếm ở trong object. Đó thì ở đây đúng không? Ở đây thì mình không cần phải quy định cái số vị trí đúng không? Thì nó chỉ việc tìm trong đấy thôi là có thằng nào khớp là nó ra. Còn object đúng không? Object thì nó có key nữa thì mình phải cụ thể cái key ra đúng không? Đó. Ở đây thì mình có thể bỏ qua cái index vì nó chỉ cần tìm kiếm có là được đúng không? Còn object thì phải có key đúng không? Thì để cho key vào thì dùng cái dòng truy cái này. Ok. Rồi. Thì cái phần vừa rồi là tìm kiếm ở trong array object thì anh em có chỗ nào khó hiểu không nhỉ? Ừ, cho với trường con là phải cho nháy này. Chưa? Cái này thì là do cú pháp. Em hình dung không? Tức nhá, trong cái key này object nhá, trong object này bình thường nhá, cái này nó là với cả cái thằng JavaScript rồi, được chưa? Đó đây này, giả sử nhá, một cái bình thường đi đây. Kể cả với một cái thằng file JavaScript bình thường nhá, cái này là do thằng JavaScript chứ không phải là do thằng MongoDB. Object bằng đúng không? Đấy, thì nó sẽ là key value đúng không? Key này, hai chấm value đúng không? Giả sử nhá, cái kiểu này thì sao? Key 1 đúng không? Ai?
và U1 chẳng hạn. Thì sao? Lỗi đúng không? Lỗi này. Đây là lỗi do cái thằng JavaScript nhá. Chứ không phải là do cái thằng MongoDB bắt như vậy. Em hình dung không? Nó là do cái thằng Mongo này. Mongo này nó đang là gì? Viết cho JavaScript đúng không? Thì nó phải tuân theo cái cú pháp của thằng JavaScript. Đúng không? Nhá. Được chưa? Không phải là MongoDB nhá, là do thằng Mongo, được chưa? Nó phải tuân theo thằng JavaScript. Đó. Đơn giản vậy thôi. Ví dụ chưa nhỉ? Đó thì anh em thử cho mình nhá. Đấy. Áp dụng cho mình đúng không? Đấy, thử sửa một chút để có thể tìm kiếm ở trong Array Object nhá. Thì nó đặng chút đúng không? Thì tìm kiếm trong Array đúng không? Thì sẽ là cái tên Array đúng không? Tìm kiếm trong đây là tên Array. Đó, hai chấm đúng không? Giá trị. Đây là tìm kiếm kiểu tương đối đúng không? Đó, tìm kiếm những cái array mà có value đúng không? Tìm những array có value. Có chứa value thôi, đúng không? Còn đúng không? Theo kiểu là tên array này. Rồi, hai chấm một cái array cụ thể đúng không? Thì là gì? Tìm kiếm những array y hệt như này đúng không? Chứa ở đây một đúng không? Thừa không thiếu đúng không? Cái này kiểu tìm chính xác 100% này, thay kiểu tìm kiếm có đúng không, đã chuẩn chứa value là được đúng không? Tìm object thì sao, là tên object đúng không, nhớ đó chuyên đúng không, tên object object key đúng không, chấm key đó. Còn muốn có nhiều key trong này cứ chấm key trong này đúng không nhá, và đi hoặc để tìm kiếm trong object tìm kiếm đúng không, bên trong object rồi anh em đã rồi anh em sẽ dành cho mình khoảng tầm 5 phút 10 phút nhé đúng không, đấy để sửa cái mẫu data và thêm cho mình một số cái array object vào trong cái bài của mình và test qua cho mình nhé. Rồi anh em thực hành cho mình nhé trong khoảng tầm 5 phút 10 phút đúng không, tìm kiếm với array object. Anh Thái, anh thử vào cái 3T em xem thử đúng không? Cái 3T đúng không? Đó thì mình vừa đi qua đúng không, cách tìm kiếm ở trong array object. Thì bây giờ nhá, mình sẽ đi tiếp này. Đó thì khi tìm kiếm data đúng không, thì nếu mà data có nhiều đúng không, giả sử mình có khoảng 1.000 cái data chẳng hạn, thì nó trả cho mình, nếu anh em dùng file đúng không, dùng file thì nó trả cho em tất cả data thỏa mãn. Nhưng bây giờ đúng không, mình muốn gọi là giới hạn lại đúng không, đó mình chỉ muốn là mỗi lần nhận về lấy khoảng được 10 data thôi đúng không, không muốn lấy một cục 1.000 cái, mình muốn lấy 10 cái thôi chẳng hạn, thì như nào? Thì để giới hạn cái số lượng data trả về thì sẽ có một cái như sau. Sử nhá, để giới hạn số lượng data trả về này thì mình sẽ là có một cái là chấm limit. Được chưa? Sẽ có là chấm limit nhá. Đúng không? Chấm limit này để giới hạn cái lượng data trả về. Giả sử mình cho limit là bằng 3 chẳng hạn. Limit 3. Thì sao? Đúng không? Khi mình cho limit được 3 nhá. Thì thử này, mình sẽ là cho hàm file nhá. Hàm file là tìm tất cả đúng không? Không quan tâm điều kiện gì cả. Như này. Thì khi mình dùng file đúng không? Và limit được 3 thì sao? Ô, Sơn bị đít à? Sơn bị out à? Trời ơi, em lại cũng bị trường hợp giống kiểu của anh ấy, thẻ cay đấy. Ở lúc nãy là nghe đâu rồi? Ở lúc nãy em theo anh đâu thì bị mất. cái đoạn mà anh bảo 10 phút để đi test lại mấy cái của O, B, Z là kiểu gì ạ? Đó, Array Object cái gì?
Vâng. Ok. Rồi thì đấy xem lại sau nhé. Vâng, thì em đang xem ăn cái giảng thiết đi. Ok. Thì bây giờ mình đi tiếp nhé. Sẽ là về cái phần giới hạn cái lượng data trả về. Đúng không? Bình thường này, nếu như mình dùng file đúng không? Dùng hàm file không được cái kiện gì cả này. Thì nó trả cho mình là toàn bộ data đúng không? Đấy, dùng file này và không có một cái điều kiện gì cả thì nó trả mình tất cả data đây đúng không, khoảng mười mấy cái data đúng không, mấy nhá, 9 data đúng không, 9 data đó, một đúng không, hai này, ba này, bốn này, năm đúng không, sáu, bảy, tám, chín đúng không, đó 9 data. Bây giờ mình không muốn nhận về tất cả 9 thằng nữa, mình muốn nhận về ba thằng thôi đúng không, muốn nhận ba thằng thôi, không nhận cả 9 thằng nữa thì làm thế nào? Thì để giới hạn đúng không, giới hạn số lượng data trả về thì sẽ có một cái đó là limit, limit này đúng không, và anh em chuyển một cái số lượng đúng không, limit này và chuyển một cái number đúng không, đấy để nó gọi là nó sẽ là giới hạn đúng không, đây là cái số lượng tối đa data trả về thì mình cho là ba đúng không, thì bây giờ nó trả về cho mình là đúng ba thằng data thôi. Limit 3 đúng không? Thì nó trả về cho mình là 3 thằng. 1 này, đúng không? 2 và 3. Đó. Được chưa? Đúng không? Muốn cho giới hạn bao nhiêu thì cho limit bấy nhiêu, đúng không? Thì limit là một cái hàm để gọi là giới hạn số lượng data trả về. Đó. Đúng không? Chấm limit. Đúng không? Giới hạn số lượng data trả về. Và bây giờ đúng không, ba thằng này, ba thằng nó trả về là ba thằng nào đúng không, nó ba thằng nó trả về này là thằng thằng Huy đúng không, Huy này, thằng Vũ này đúng không, và thằng Huy nữa. Và anh em thấy này, thằng Huy này nó có bạn đúng không, có địa chỉ này, thằng Vũ này có bạn địa chỉ đúng không, tức là sao, nó là hai cái thằng đầu tiên đúng không, hai thằng sửa trên này đúng không, có bạn này là có địa chỉ đúng không, bạn đây đúng không, địa chỉ đây. Được chưa, tức sao với cái thằng limit đúng không, thì nó trả cho mình là cái data đầu tiên đúng không, đó mình cho limit là ba thì nó trả cho mình là ba thằng đầu tiên đúng không, limit là giới hạn số lượng data trả về đúng không, và nó vẫn đọc theo cái trình tự là gì, từ trên xuống dưới đúng không, đó cặp thằng trước thì trả trước, cặp sau trả sau đúng không. Thì trong này giả sử cho limit là 3 đúng không? Limit 3 thì lấy ra 3 thằng đầu tiên. Lấy 3 là thằng đầu tiên. Theo. Bây giờ đúng không? Đây là giới hạn số lượng data trả về này. Còn nếu như mình muốn bỏ qua data chẳng hạn đúng không? Thì sẽ có một cái thằng là thằng skip. Skip là sao? Tức là số lượng data mình sẽ bỏ qua. Được chưa? Bây giờ nhắc giả sử này, mình sẽ cho là limit 3 này và skip bằng 3 nhá. Được chưa? Xem nó sẽ như nào này. Mình thích sau nhá. Không? Cho limit 3 này và skip 3 thì đúng không, nó sẽ trả về cho mình ba thằng đúng không, đúng cho cái thằng limit đúng không, chỉ cho phép trả về ba thằng, thì ba thằng nó trả về là ba thằng nào, là thằng thằng Linh này, thằng Hồ đúng không, và thằng Lê, ba thằng này, thằng Linh đúng không, thằng Hồ này và thằng Lê đúng không, ba thằng này, tức gì nó trả cho mình là từ thằng thứ bốn đúng không, từ thằng số 4 đến thằng số 6. Tức gì? Ba thằng tiếp theo đúng không? Ba thằng tiếp theo. Nhưng mà vừa rồi mình vừa nói đúng không? Limit này. Limit đúng không? Trả về ba data đầu tiên đúng không? Nếu cho limit là 3 này thì nó trả về ba thằng đầu tiên. Nhưng tại sao bây giờ mình cho limit 3 nó lại trả về ba thằng tiếp theo? Từ thằng 4 đến 6. Đúng không? Thì nguyên nhân là do thằng skip này. Skip đúng không? Skip là bạn bỏ qua. Được chưa?
thì do thằng skip này hôm đó nó bỏ qua ba data rồi, thì thằng limit đọc từ thằng thứ tư, được chưa? Đó thì skip đúng không, skip là bỏ qua data, được chưa? Đúng không, thì thằng skip chạy đúng không, chạy xong thì nó bỏ qua ba thằng data này, thì thằng limit mới chạy đúng không, đọc từ thằng thứ tư, được chưa? Mặc dù nhá, mặc dù này trong này mình cho limit trước skip sau đúng không, nhưng khi chạy nó vẫn là skip trước rồi limit sau đó, được chưa? Đấy, thì trong này nhá, cái thứ tự của cái này đúng không, nó không ảnh hưởng nhá. Đấy thì đúng không, mình cho skip trước hay limit trước đều được, được đó. Khi chạy đúng không, thì nó chạy thằng skip trước đúng không, để bỏ qua ba thằng đầu tiên, bỏ qua sau thì nó mới chạy thằng limit đúng không, lấy ba thằng tiếp theo. Alo mọi người hình dung chưa nhỉ, về cái thằng skip và limit này, một cái là để giới hạn số lượng data trả về đúng không, và một cái để gọi là mình bỏ qua data. Vâng, em được rồi ạ. Và dưới em cũng đang thắc mắc là tại sao code kiểu chạy trên dưới con skip sau mà nó lại bỏ qua, thì chắc là anh thấy thấy có hiểu rồi. Do nó xét trước thôi, được chưa? Là do nó cài đặt trong code bên trong thôi, là xong. Đấy. Nhớ đúng không? Thì cái thằng skip này là bỏ qua data, còn limit là đúng không? Lấy từ đúng không? Lấy cái thằng từ cái thằng đầu tiên đây. Ok. Skip đúng không? Chuyển một số x trong này. Đó, thì đúng không? Sẽ là bỏ qua x data. Bỏ qua x data đầu tiên. Đấy. Thì đúng không? Và bắt đầu đọc từ data từ x cộng 1 đúng không? Bắt đầu. Đúng không? Bắt đầu làm việc với data từ x cộng 1. Làm từ data x cộng 1. Nó, được chưa? Skip đúng không? Là bỏ qua một số lượng data này đầu tiên này và làm việc với thằng từ x cộng 1 trở đi. Đó. Được chưa? Cho skip bao nhiêu thì nó bỏ qua bấy nhiêu, hoặc limit bao nhiêu thì nó lấy về bấy nhiêu. Rồi, đúng không? Thì cái combo skip limit này thì nó dùng dùng làm gì? Đúng không? Giả sử như anh em tìm kiếm trên Google này. Facebook. Đó, anh em tìm kiếm cái gì trên này, hoặc Facebook chẳng hạn. Đúng không? Thì nó sẽ có cho anh em này. Nó có tận là 4 tỷ kết quả đúng không? 4 tỷ giữa kết quả này. Thì nếu như đúng không? Nó số cả 4 tỷ giữa kết quả này trên một cái giao diện thì rất nặng đúng không? Rất nặng rất dài. Thì thay vì như vậy, thay vì nó xâu tất cả 4 tỷ rưỡi kết quả này trên một cái trang duy nhất thì nó tách ra thành đúng không? Tách ra thành nhiều trang đúng không? Mỗi trang hiện ra khoảng tầm từ 10 đến 20 kết quả đúng không? Đó. Đó chưa? Mỗi trang là sẽ có hiện ra khoảng 10 đến 20 kết quả đúng không? Đấy, thì sao? Nó sẽ là giảm thiểu đúng không? Nó sẽ là giảm cái độ nặng cho trang này. Đấy. Được chưa? Thì trang này chỉ đảm nhận đúng không? 10 đến 20 kết quả thôi. Đúng không? Tức là tách nhỏ ra cái thằng 4 tỷ rưỡi kết quả này thành khoảng mấy tỷ trang đúng không? Khoảng vài triệu trang đấy. Được chưa? Thì đúng không? Thằng skip limit này nó sẽ cũng như vậy đúng không? Giả sử mình có khoảng 100 data, 100 kết quả đúng không? Nhưng mình chỉ muốn xem 10 kết quả, 10 kết quả thôi thì là đúng không? Cho skip và limit vào đúng không? Limit là 10 kết quả đúng không? Thì nó chỉ trả cho mình 10 thôi. Đúng không? Muốn xem trang đầu là gì? Trang đầu là skip bằng không đúng không? Thì lấy cho mình từ đầu. Đó. Hay như mình đúng không? Mình muốn xem ba thằng đầu tiên là gì? Skip không limit 3 đúng không? Thì nó trả cho mình ba thằng đầu. Đúng không? Muốn xem từ thằng 4 đến 6 đúng không? Thì là skip 3 limit 3 là gì? Lấy từ 4 đến 6 đúng không? Đấy, muốn xem từ 7 đến 9 thì gì? Là skip 6 limit 3 đúng không? Thì lấy cho mình từ x cộng 1 là 7 đúng không? Đến 9. Ok chưa nhỉ? Thì đúng không? Cái thằng skip limit này nó dùng để thường dùng để phân trang như này. Được chưa? Mỗi trang nó có một số lượng data cụ thể đúng không? Để mình xem. Alo, Mạnh, Sơn với bạn Tú đã có hình dung về cái ứng dụng của thằng này không nhỉ? Skip limit. Chưa thì nó để là giảm cái độ nặng đúng không, không lấy tất cả data mà chỉ lấy một phần thôi. Và cái này đúng không, thường dùng để làm phân trang. Theo
skip limit này, rồi mình sẽ có một cái nữa là cái thằng sắp xếp đúng không? Đấy, data của mình thì muốn sắp xếp data thì kiểu gì? Thì trong này đang sắp xếp data theo cái kiểu là cái lượt tìm kiếm đúng không? Hay là cái lượt ưu tiên đúng không? Nó thằng nào ưu tiên nhất thì cho lên đầu đúng không? Hay thằng nào khớp nhất thì cho lên đầu? Thằng nào khớp nó không khớp nó khớp ít đúng không? Thì cho về cuối đúng không? Kiểu như vậy. Đó, thì sao? Nó xếp theo cái lượt ưu tiên đúng không? Thì sắp xếp trong ở đây trong data kiểu gì? Thì nó có thằng sort. Đúng không? Sort. Giả sử nhá, mình muốn xếp theo cái độ tuổi tăng dần đúng không? Thì chấm sort đúng không? Đấy, sort theo cái trường. Đúng không? Trường là trường tuổi chẳng hạn. Thì cho là sort theo age trong này đúng không? Thì xem nhá. Em thấy này, thì nó xếp cho mình không? Tuổi theo cái chiều tăng dần đúng không? 15 này, 18 này đúng không? Rồi đến 22 đúng không? 25, 45, 50, 55. Đó, còn trong này thì sao? Mình đang xếp tuổi lẫn lộn đúng không? Đấy thì khi cho vào sort thì nó xếp xếp lại cho mình đúng không? Tự động luôn. Đó. Thấy chưa? Sort đúng không? Đây là xếp theo tăng dần. Thế còn mình muốn xếp giảm dần thì sao? Giảm dần đúng không? Thì mình sẽ chuyển cụ thể như sau. Đó là vẫn là cái trường cần sắp xếp này đúng không? Cho trừ một vào thì là xếp theo cái chiều giảm dần đúng không? Trừ một là xếp giảm dần nhất đúng không? Đó, còn cho một vào là xếp tăng dần đúng không? Thì cứ nhớ cho mình cú phát này nhá, cho đủ đi được chưa? Cứ nhớ nhá, xếp cho trường nào thì cho trường đấy đúng không? Và một cái con số số dương là gì? Thuận đúng không? Âm là nghịch. Vậy thôi. Đấy. Còn nếu không mình muốn xếp theo theo tên chẳng hạn nhá. Là sửa này. Muốn xếp theo tên đúng không? Đấy, nếu mà có nhiều thằng cùng tên thì xếp theo tuổi chẳng hạn nhá. Thì thế nào? Thì theo là username đúng không? Xếp theo username. Xếp chữ thuận chẳng hạn đúng không? Nếu như tên trùng nhau thì mình xếp theo tuổi đúng không? Tên trùng nhau thì xếp theo tuổi. Được chưa? Đó, thử nhá. Đúng không? Kiểu như anh em hay xếp xếp học lực đúng không? Hay xếp cái điểm đúng không? Đó thì xếp cái điểm theo chiều tăng dần dần đúng không? Nếu mà điểm bằng nhau thì xếp theo tên đúng không? Kiểu như vậy. Hay là điểm danh đúng không? Đấy, kiểu điểm danh trong phòng thi chẳng hạn đúng không? Xếp theo tên, nhưng mà tên bằng nhau thì xếp theo lớp chẳng hạn. Đấy, kiểu như vậy. Chưa? Thì đây đúng không? Nó xếp cho mình theo tên đúng không? Theo bảng chữ cái alphabet. Thì thằng H đứng đầu đúng không? H này. H I J K L M N đúng không? L này. M N O P Q đúng không? S T U V. Đó thì xếp theo theo tên đúng không? Đó thì trong này có những thằng cùng tên đúng không? Như là thằng Huy đúng không? Mấy thằng Huy cùng tên này thì nó xếp theo tuổi đúng không? Mà tuổi đang bằng nhau luôn rồi. Thì cho sửa tuổi nhá, sửa thằng Huy này đúng không, tuổi này mua chẳng hạn đi, lại nhá thằng Linh đúng không, đây Linh này thì nó có hai thằng 18 đúng không, hai thằng 18 lên đầu này, còn thằng 22 xuống cuối đúng không, từ gì từ gì, nếu cùng tên đúng không, cùng tên với nhau thì nó xếp theo tuổi được chưa. Đó, cho Linh tuổi khác đi nhá, Linh này đúng không? Sửa thành tuổi 20 đi, hay 19 đi, đúng không? Trái lại này, không? Xếp theo tên đúng không? Đó, nếu mà cùng tên thì xếp theo tuổi đúng không? 40 lên đầu, 45 về cuối. Đó. Hoặc xếp tên đúng không? Tên giống nhau thì xếp tuổi đúng không? 20. 18 đến 19 22 được. Đó. Thì đây đúng không? Là cái hàm sort. Thì sort đúng không? Để sắp xếp data cho mình. Đó, mình có thể sort theo nhiều trường đúng không? Đấy, thằng nào xếp trước thì ưu tiên trước đúng không? Username cho trước thì là xếp theo name đúng không? Nếu trùng name thì xếp theo tuổi. Đó. Còn nếu đổi đổi lại đúng không? Thì là xếp theo tuổi đúng không? Tuổi bằng nhau thì xếp theo name. Đó, được chưa? Thằng nào xếp trước thì nó là cái trường chính đúng không? Xếp sau là trường phụ.
Sau này anh em có hình dung được không nhỉ? Về cái trường chính và trường phụ này. Sơn Mạnh. Ok đúng không? Để sắp xếp thì nó sẽ có đúng không? Xếp xuôi xếp ngược này và có trường chính trường phụ đúng không? Thằng nào xếp đầu là trường chính, xếp sau là trường phụ. Đó. Sỏi đúng không? Cú pháp đầy đủ nhá. Đúng không? Là kỳ này. Kỳ đúng không? Và một là chiều thuận đúng không? Âm một là chiều ngược. Đó. Sắp xếp. Chiều thuận đúng không? Nó có chiều nghịch thì là chiều ngược đúng không? Chiều tăng chiều giảm đúng không? Là chiều một. Đó. Và có thể sắp xếp theo kiểu trường chính trường phụ đúng không? Thứ hai. Để chẳng hạn đúng không? Sắp xếp theo kiểu chính phụ đó. Thằng chính mà khớp nhận, thằng chính mà bằng nhau đúng không? Thằng chính mà không phân biệt được thì nó sẽ tính theo thằng phụ. Đó. Thế đầu tiên đúng không? Đấy. Kiểu xếp trên này đúng không? Nó xếp theo cái độ gọi là cái độ ưu tiên chẳng hạn đúng không? Nếu mà ưu tiên bằng nhau thì nó xếp theo cái là số lượng truy cập chẳng hạn đúng không? Thằng nào truy cập nhiều hơn thì nó trên đầu. Kiểu như vậy. Ok, đó thì đây đúng không là cái thằng sọt để sắp xếp data. Được chưa? Thì mọi người nhé đúng không? Dành cho mình khoảng tầm 5 phút 10 phút nhé, thử qua cho mình về vào skip này, limit và sort nhá. Chưa? Anh em để mua cho mình một chút. Đó thì mọi người vừa thực hành qua được đúng không? Về cái phần sort này, skip limit đúng không? Thì như mình nói nó thường dùng để anh em đấy, lọc data đúng không? Sắp xếp data theo trình tự ưu tiên đúng không? Và lấy data theo trình tự đấy như trên này đúng không? Đó rồi đúng không? Giống như kiểu anh em trên Facebook đúng không? Facebook này thì trong cái thằng chat đúng không, thì hiện cho mình những cái thằng là gần đây đúng không, nó chat gần đây này đấy, thì xếp cho mình đúng không theo cái update gần đây đúng không, nó thằng nào update gần nhất thì nó cho lên đầu tiên đúng không, và xếp theo thời gian đúng không, đó kiểu như vậy. Đúng không? Sort theo thời gian đúng không? Rồi lấy cho mình khoảng 10 thằng trên này đúng không? Đó, cứ kéo xuống lại lấy thêm 10 thằng nữa. Kiểu như vậy đúng không? Cứ skip limit liên tục. Đó. Kiểu như vậy. Rồi. Đó thì đây là về cái thằng skip limit và sort. Nhá. Thì bài tập về nhà này. Bài tập về nhà nhá. Buổi 2 này. Bài tập về nhà nhá thì anh em sẽ là thực hành nhá đúng không? Nào cho bài tập trong này. Được chưa? Đó. Và này, đây có cái data mẫu này đúng không? Data mẫu nhá thì anh em lấy như nào? Đúng không? Data mẫu này nhá. Data mẫu này thì anh em tải về đúng không, và cho cái này vào trong cái của anh em là được. Đấy có thể copy này cũng được đúng không, paste vào trong cái bài của anh em nhé. Rồi đúng không, thì là sẽ từ cái data mẫu nhá, từ cái data mẫu này đúng không, anh em làm cho mình những cái bài tập trong này được chưa? Tìm kiếm này đúng không. Rồi có thắc mắc gì về phần bài về nhà không nhỉ? Mọi người thì làm cho người ta trong này nhá đúng không, áp dụng những cái skip limit này đúng không, nó tìm kiếm này and or đúng không, để làm vậy nhá. Rồi thì mọi người sẽ làm cho mình nhá, thì buổi sau mình sẽ chữa bài không? Nếu bài nào khó. Rồi thì nội dung này kết thúc đây nhá, hẹn anh em vào buổi sau, buổi sáng thứ tư nhá, chào mọi người.